Xin chào tất cả các bạn. Trên màn ảnh chúng ta đây là những cái tấm pin năng lượng mặt trời của gia đình mình đang sử dụng, thì cũng khá là lâu rồi mình không có trèo lên để mình xem. Thì hôm nay chúng ta thấy nó rất là dơ nè, nó rất là dơ luôn. Thì cái dơ này là do bụi bẩn thôi, chỉ cần chúng ta rửa là hết, hoặc là khi trời mưa nó sẽ hết. Tuy nhiên hôm nay mình giới thiệu chúng ta loại cái kẹp thoát nước tấm pin mặt trời. Bởi vì nếu chúng ta dùng cái kẹp thoát nước này thì tấm pin nó sẽ không có tình trạng ố vàng và cái hiệu suất của tấm pin nó sẽ tăng lên. Ở đây có một cái tấm pin mình mới mua chỉ có mấy tháng thôi, mặc dù là không phải mùa mưa mà chúng ta thấy là chỉ có mấy tháng nè, mà nó vẫn động cái lượng xương, xương nó động và nó trôi những cái phần dơ nó nằm ở đây. Thì với cái kẹp thoát nước cái tấm pin mặt trời như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể là giúp cho cái tấm pin chúng ta là không còn cái tình trạng ố vàng ở dưới chân nữa. Đấy, chúng ta thấy không, có bị ố vàng nè. Còn cái tấm ở trên này là chúng ta xem nè, nó dơ là nó dơ tổng thể cả tấm pin, chứ còn cái vị trí cuối nó không bị ố vàng. Ở trước đây thì nó cũng vẫn bị ố vàng đó, nhưng mà do mình dùng cái kẹp thoát nước này. Đấy, cái tấm này mình dùng lâu nó hơi bị ố một tí, nhưng mà thật ra là nó tổng thể là nó không có bị ố vàng nè, bởi vì nó đâu có bị động nước đâu, hoàn toàn nó không có động nước. Thì với cái kẹp thoát nước này chúng ta sẽ dùng, chúng ta kẹp ở những cái vị trí nào mà tấm pin nó thấp nhất đó. Ví dụ đây là tấm pin thấp nhất của gia đình mình. Đấy, cái chỗ mà cái quần nó to nè, thì đây là cái khu vực nó thấp nhất. Đầu kia thì cái quần nó nhỏ, thấy không? Thì chúng ta dùng cái kẹp này. Chúng ta kẹp vào những cái vị trí thấp nhất này. Thì khi có nước chảy đến đây thì nó sẽ theo cái kẹp này đi xuống. Với cái kẹp bằng inox á, thì đây là inox bằng 304. Sử dụng là nó sẽ không bao giờ bị reset và nó mãi mãi với công trình chúng ta luôn. Còn đối với cái kẹp bằng nhựa nè, thì theo như đánh giá của mình thì nó thoát nước tốt hơn so với bằng inox. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dùng cái loại kẹp nhựa này thì thời gian mình nghĩ tầm 3-5 năm gì đó nó có thể là nó sẽ bị giòn, bị gãy, bị hư. Thì chúng ta nên cân nhắc. Thì cả hai loại kẹp này mình có cung cấp trên thị trường. Mọi người mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để trên màn ảnh nha. Mình sẽ cung cấp với cái giá phải chăng, và tùy theo số lượng chúng ta đặt hàng, chúng ta mua lẻ hay là chúng ta mua với dự án lớn. Đối với dự án lớn thì mình sẽ có cái giá thành nó tốt hơn chúng ta rất là nhiều. Rồi mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để trên màn ảnh nha. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.